rồi có người nhỏ thì bây giờ người lớn tuổi rồi anh Trung Trung rồi thì bây giờ xin mời một dòng ca rất dễ thương, đó là dòng ca của bé Anh Thư. Xin mời bé Anh Thư với bài hát được mang tên Thương Lẫn Thầy Cô Ơi. Ôi xin mời cháu chúng ta cho một tràng pháo tay nào.
ông nói lớn lên mà con với nhà được. Thấy chưa? Cái gì hát được đúng không? Rồi, rồi chúng ta cho quá thư một đồng tay. Đúng rồi, cung đền hỏi bà mẹ công gia. Ở đây là cũng có rất nhiều đầy đủ các món ăn ở Việt Nam. Đón em nhìn nào thấy hôm nay chương trình đều căng lên tiếng đi bao giờ cho thôi. Đây là chợ Tết của nhà thờ Thánh Chủ Đạo Việt Nam, Ủy ban Quyền Duy Nhà. Họ lên bán phở bò. Nhiều. Chúng ta cho liền một đầu ngón tay ạ. Xin cảm ơn anh. Và liên tục chương trình xin mời thì cũng có người lớn tuổi, rồi có người trung trung, rồi có người nhỏ. Thì bây giờ người lớn tuổi rồi anh trung trung rồi. Thì bây giờ xin mời một giọng ca rất dễ thương, đó là giọng ca của bé Anh Thư. Xin mời bé Anh Thư với bài hát được mang tên Thương Lẫn Thầy Cô Ơi. Ôi xin mời cháu chúng ta cho bé một vòng tay nào. Đầy đủ các món ăn. Ông nói lớn lên mà con cũng nhanh được. Hết rồi. Ok, chị hát được đúng không? Rồi, rồi chúng ta cho quá thư một vòng tay. Bô mất.
cái này phải từ Louisiana không? À, từ Louisiana. À, thưa tất cả quý vị. Kính thưa tất cả quý vị, để chúng tôi cho công nghệ cao mai thì hôm nay chúng tôi xin yêu cầu tất cả quý vị ở hai bên đi con đường đi vào đó, xin quý vị một chút xíu để cho tất cả các em nâng cao vị trí đầu hố để rút quốc kỳ vị trí hành lễ. Nữa chúng tôi xin chúng tôi yêu cầu tất cả quý vị ở trên hai đường tiến vào cầu hội trường vui lòng về lại phía sau một chút xíu để cho các lãnh đạo sinh có thể đi kiểm cờ vào vị trí hành lễ. Cảm ơn tất cả quý vị.